Hello mọi người, đến với Ninh Hải Rượu Đêm nha. Hôm nay Hùng sẽ dẫn các bạn nhỏ đi hái trái cà kia dùng để bắn ống thuộc. Hôm nay mình sẽ lấy cái đá để trộn chung với muối ớt ăn để cảm nhận của các bạn như thế nào nha mọi người. Thì hành trình của anh em mình sẽ đi lên núi á mọi người. Thì lát nữa mình sẽ quay cái cận cảnh cái cà kia cho mọi người xem. Cái cà kia là dành để bắn ống thuộc nè mọi người. Nhưng mà hôm nay anh em mình sẽ hái cà kia là một món ăn. Anh em mình sẽ hái cà kia bỏ vào thau veo ngay gần Tết á mọi người. Cái cà kia rất là nhiều luôn á. Đây, hôm nay đội mình đi là cả 5 thành viên nha. Vũ nè, Hẻo nè, Vũ luôn, hai Vũ. Vũ kia Vũ đen, Vũ đây Vũ trắng. Đây là Trung, đây là Hẻo, còn bạn Duy. Đây anh em mình sẽ hái cái cà kia nha mọi người. Nhưng mà cái cà kia đây đặc biệt đó lắm. Cái cà kia đây là nó có thể ăn với muối ớt rất là ngon luôn. Hôm nay Hùng có chuẩn bị theo một hũ muối ớt. Muối ớt Tây Ninh nè mọi người. Vậy Hùng cũng dễ thêm cái muối của mình nữa. Trái nó rất là xum xơ luôn á. Nè các bạn. Mở 2 cam. Cà kia nó cũng có nó chín nha, nó chín nó cũng rất là ngọt. Hái trái sống luôn, trái sống luôn. Trái sống ăn được. Không, được. Để chua. Chua chua mình ăn với muối nè. Bỏ vô. À, lướt trái sống luôn. Không tờ, trái sống còn được á. Xong rồi mình bỏ vô muối ớt mình ăn. Hai trái sống chứ đi hai bình dưỡng. Một cái đây này hai bình dưỡng á. À, một cái đây hai bình dưỡng. Bạn Duy lại đây nè. Một cái mèo tụi mình lặt được như đây rồi các bạn. Mới anh em mình mới có đi lên cả một đoạn rồi nha mọi người. Hái. Hái nửa thau. Cho to cái đống luôn. Trong đống nhiều. Trong bên này đụng vô này lớp luôn. Đi hái cho. Hái suốt trong tuốt đây. À cô bé cầm cô bé. Cây cầm chú không hoàn. Cái cà kia đây là nó dùng được. Đỡ bắn ống thuộc này mọi người. Mùi Tết rất là nhiều luôn. Đây nè. Hai sống luôn. Bực mình lắm rồi. Trái rất là to luôn á mọi người. Đây, bây giờ Hùng dưới lợi đồng đội của Hùng sẽ đổ muối vào. Quậy điêu trộn lên sắp lên không có cái gì đó dầm re hết á. Hồi nãy Hùng quên cầm đồ sắp ra rồi. Anh em thử ăn thử ngon không? Có quậy hơi hăng hăng nha mọi người, tại vì anh em mình lặt hết á mọi người. Cho nên không thở ăn mà chùm chùm. Cái đây đáng lý là nó phải đỡ ăn nó chùm chùm nó mới ngon này. Chừng nào ăn hết cái thau đây rồi gì à? Mời các bạn nha. Mời các bạn. Để ngon rồi. Mời các bạn ăn nào. Ui, mất ổn. Cô Duy. Riêng ăn ăn. Bạn Duy kỳ quá. Tụi mày ăn cà kia ít với muối ớt chấp độ 10 nha các bạn. Nó là cay, mèo một bẻo đấy, tao hèn. Mèo nó như con khỉ, đu cái chuối. Hồi nãy cái đây đừng có lặt nghe, đỡ nó chùm chùm ăn nó đẹp. Cây lá nước uống, Duy. Đúng rồi.
lá ui. Ăn một lần một bụng như gì nó mới ngon rồi mọi người. Ngon không? Ngon. Ngon chứ bộ. Cây ngon quá mọi người. Ăn như hiểu gì mà để nè. Duy không ăn nữa em. Chết rồi mọi người ơi. Thì cũng sắp hết năm rồi á mọi người. Thì Hùng chỉ chúc mọi người năm mới thì làm ăn phát đạt, sức khỏe dồi dào. Gia đình lúc nào cũng hạnh phúc nha mọi người. Chúc mọi người năm mới mình xin lớn nha mọi người. Mọi người, tình yêu nước nha mọi người. Chúc mọi người năm mới thật vui vẻ. Happy New Year!